Tổng cục phản đối nhà máy xử lý rác với thành quả của cuộc tổng biểu tình chống nhà nước. Từ ngày 29 tháng 7 đến nay, một nhóm cư dân ở khu vực Sa Huỳnh, Quảng Ngãi đã liên tục chặn con đường đến một nhà máy xử lý rác tại địa phương để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường mà nhà máy này gây ra. Những người biểu tình đưa ra 4 lý do để phản đối hoạt động của nhà máy. Thứ nhất, nhà máy nằm gần nguồn nước sinh hoạt duy nhất của khu vực. Thứ hai, nhà máy chỉ cách khu dân cư khoảng 600 mét. Vì vậy khiến các hộ dân lân cận sống phải sống trong cảnh ô nhiễm vì ruồi nhặng và mùi hôi. Thứ ba, nhà máy chỉ xử lý rác bằng cách chôn lấp và đốt, chứ không áp dụng công nghệ hiện đại. Thứ tư, nhà máy nhận cả rác từ các địa phương khác. Vì vậy, người biểu tình đã ra yêu sách rằng tỉnh Quảng Ngãi phải di rời nhà máy xử lý rác. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã có một số đợt tiếp dân để giải quyết vấn đề. Ban đầu, tỉnh giải thích rằng nhà máy vẫn được xây đúng quy trình, nhưng người biểu tình không đồng ý. Đáp lại, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã ra phương án rằng tỉnh sẽ di rời nhà máy xử lý rác, còn cư dân địa phương tự xử lý lượng rác cũ. Nhưng người biểu tình cũng không đồng ý với phương án này. Sau cùng, hai bên nhất trí rằng tỉnh sẽ xử lý lượng rác tồn đọng, nhưng nhà máy xử lý rác sẽ tạm dừng hoạt động trong khi chờ quyết định chính thức. Khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 9, khi đi chơi nhân dịp Quốc khánh, một số người biểu tình đã phát hiện các nhân viên nhà máy đang đào hố chôn rác cũ rồi đổ bê tông lên trên. Họ cho rằng nhà máy đã trở lại hoạt động trái với thỏa thuận hoặc đang chôn rác cũ để phi tang bằng chứng. Một số người biểu tình đã quay live stream các hố rác này. Vì vậy, khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 9, người biểu tình đã kéo đến nhà chủ tịch xã để ép ông này ký giấy xác nhận không cho nhà máy hoạt động, nhưng bị từ chối. Khi đó, có người kích động đoàn biểu tình đã chặn đường quốc lộ để công an xuống giải quyết nhanh hơn. Khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 9, người biểu tình mang quan tài ra chặn quốc lộ 1A và bị cảnh sát cơ động đến giải tán sau ít phút. Giữa hai bên nổ ra xung đột bạo lực, trong đó người biểu tình ném đá, còn cảnh sát dùng dùi cui. Trong các clip livestream và các bài phỏng vấn, một số người biểu tình nói rằng một người phụ nữ đã bị đánh vỡ xương chậu và một thanh niên đã bị đánh gãy chân, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận y tế cho việc đó. Sau cuộc đụng độ, cảnh sát bắt 32 người biểu tình, trong đó có 23 người bị lập biên bản vi phạm hành chính rồi thả về, và 9 người thì bị tạm giữ hình sự. Khoảng 6 giờ ngày 3 tháng 9, tình hình tạm lắng, nhưng sau đó người biểu tình tiếp tục kéo đến Ủy ban nhân dân huyện và nhà chủ tịch, bí thư huyện Đức Phổ để đòi thả người, những người vừa bị bắt và đòi đáp ứng các yêu sách liên quan đến nhà máy. Do không được đáp ứng, họ tiếp tục biểu tình gần tượng đài, gần Ủy ban nhân dân huyện cho đến trưa. Khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 9, ông Khoa, một người biểu tình vừa được thả về, khẳng định trên clip livestream rằng đã có nhiều người biểu tình bị thương và được công an chở đến bệnh viện sau cuộc đụng độ. Ông Khoa nói rằng công an không đánh họ sau thời điểm đó. Khoảng 3 giờ sáng ngày 4 tháng 9, khoảng 500 người biểu tình đã xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để đòi thả nốt những người còn bị bắt tạm giữ. Họ bắt một công an, hai nhân viên nhà máy xử lý rác làm con tin. Đáp lại, công an xã đánh nhiều người biểu tình, khiến một người phải nhập viện. Chiều cùng ngày, một người biểu tình nói với đài RFA rằng một thai phụ đã bị đánh đến sảy thai, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận y tế cho việc đó. Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9, người biểu tình thả ba con tin, trong khi công an vẫn giữ 9 người thuộc diện bị tạm giữ hình sự. Trong suốt quá trình vừa nêu, một số nick Facebook của người biểu tình như khủng long con, khủng long con, Bích Phương, Chi Kỳ Phó Tìm, Đặng Trinh, Linh Võ Thị, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nấm Chi Pi Su Su đã liên tục chụp ảnh, quay live stream hoặc viết bài để tường thuật tuyên truyền về vụ việc, trong đó khủng long con cung cấp bản tường thuật chi tiết nhất và Bích Phương đăng nhiều ảnh video ghi lại các thương tích của người biểu tình. Bích Phương cũng quay cảnh người biểu tình bị một số kẻ kích động bạo lực và nói đó là công an giả trang. Ngoài ra một người biểu tình tên NL đã trả lời phỏng vấn cây bút Đàm Ngọc Tuyên của báo Tiếng Dân ngày 3 tháng 9 và một phụ nữ giấu tên có mặt tại Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh vào ngày 4 tháng 9 đã trả lời phỏng vấn Đài Loan 3 tiếng Việt vào cùng ngày. Trong các post tuyên truyền của mình, những người biểu tình vừa nêu đều thể hiện
động cơ phản đối các nhà máy xử lý rác thải cùng thái độ bất mãn với chính quyền địa phương và lực lượng công an. Họ không kêu gọi bạo động hoặc chống chế độ. Từ ngày 3 tháng 9, nhiều tổ chức cá nhân chống đối đã tận dụng những clip, ảnh chụp và các thông điệp vừa nêu trên của người biểu tình địa phương để tuyên truyền. Cụ thể, báo Tiếng Dân đăng có một bài phỏng vấn và Đài RTI tiếng Việt có hai bài phỏng vấn những người biểu tình như đã đề cập. Khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 9, trang Facebook của Đảng Việt Tân đăng lại những bài viết của Đào Ngọc Tuyên trên Tiếng Dân để tuyên truyền rằng ngày 2 tháng 9 vẫn có biểu tình. Nhiều cá nhân chống đối cũng dự cán cuộc biểu tình của dân sao hình với dự định tổng biểu tình của toàn quốc để lật đổ chế độ vào ngày 2 tháng 9 để kích động đám đông hưởng ứng. Sau khi xét vấn đề, chúng tôi cho rằng nhà nước và cộng đồng không nên dung túc cho những hành động đưa tin giả, tin sai sự thật, kích động bạo lực hoặc hành vi bạo lực bất hợp pháp của bất cứ ai. Những hành động đó nên bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những người biểu tình ở sao hình cần lưu ý rằng khi họ chặn đường quốc lộ để gây ách tắc giao thông để và xông vào trụ sở chính quyền để bắt các nhân viên công vụ thì công an có quyền giải tán họ bằng vũ lực theo quy định của pháp luật. Khi Đảng Việt Tân và một số nhà fan dân chủ cờ vàng đánh đồng cuộc biểu tình phản đối nhà máy xử lý rác thải ở sao hình với dự định tổng biểu tình bạo động lật đổ chế độ, họ đã nói dối để kích động độc giả và đã đẩy người biểu tình, cảnh sát, viên chức ở sao hình vào tình thế căng thẳng không đáng có. Đây là lối làm truyền thông dối trá và vô trách nhiệm, cần bị cộng đồng tẩy chay.